Mới đây, diễn viên Puka bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ngắn được cắt từ bộ phim nhận được nhiều sự yêu thích của các khán giả trẻ và từng có sự tham gia của cô và người tình tin đồn Dinh Tuấn Kiệt. Theo như trong clip, Dinh Tuấn Kiệt nói rằng bản thân muốn nghiêm túc yêu cô gái này. Động thái này càng khiến cho khán giả tích cực đẩy thuyền, mong cả hai sớm công khai và có cái kết tin giả tình thật. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Dinh Tuấn Kiệt và Puka hiện đang là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả trong thời gian gần đây. Không chỉ thế, cả hai còn được fan hâm mộ tích cực đẩy thuyền, tác hợp hết sức cho đàn trai và đàn gái đến bên nhau bởi cả hai quá đẹp đôi. Dù trong thời gian gần đây, cặp đôi ngày càng lộ nhiều hình cho thấy cả hai đang có gì đó, cũng như nhiều lần tham gia game show và bị các đồng nghiệp trêu ghẹo, nhưng cả hai vẫn khẳng định chỉ là chị em. Đi ngược lại với lời khẳng định thì cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau khá tình tứ tại các sự kiện cũng như thường xuyên thả thính nhau trong các game show. Mới đây, vào ngày 19 tháng 11 trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Puka đã chia sẻ một đoạn clip ngắn được trích từ bộ phim đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian gần đây mà cô đã từng tham gia. Theo như trong clip, nam ca sĩ Dinh Tuấn Kiệt hiện đang là chủ nhà, nơi Bella do Puka thủ vai làm bảo mẫu và cũng không ngần ngại hôn má và khóa môi nữ diễn viên ngay trên sóng truyền hình. Bộ phim đã chiếu cách đây một thời gian, nhưng Puka bây giờ chia sẻ lại clip này, phải chăng đây chính là ẩn ý cho việc ngầm khẳng định mối quan hệ của cặp chị em này? Phía dưới bài chia sẻ của mình, Puka nhận được sự yêu thích và nhiệt tình đẩy thuyền của cư dân mạng, định mệnh của nhau có khác Kim Bu. Dễ thương quá đi hai em, thôi thì hôm ấy mình biến diễn thành thật luôn đi chị, dễ thương quá hà. Hay như vừa qua, trong ngày giỗ tổ nghề, cặp đôi lại xuất hiện kè kè như vợ chồng son và gây chú ý với những khoảnh khắc chỉnh trang phục với nhau để chụp ảnh cực ngọt. Theo đó, khi đang chụp ảnh tập thể cùng dàn nghệ sĩ đình đám của Vivid, vợ chồng Tiến Lục, Thu Trang đã dẫn đầu chỉ tay về phía Puka và Dinh Tuấn Kiệt như ngầm khẳng định cặp đôi đang hẹn hò. Tiến Lục còn hóm hỉnh trêu, hôm nay hết dấu ai luôn. Tôi chỉ vậy đó, ai muốn hiểu gì thì hiểu, khiến Dinh Tuấn Kiệt ngại ngùng cười híp mắt, còn Puka thì nhanh chân trốn về phía sau. Mới đây nhất, khi Dinh Tuấn Kiệt đang cúng tổ, Puka đã đứng cạnh để chỉnh dáng, chụp ảnh và quay video cho chàng. Qua đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, có thể thấy ánh mắt Dinh Tuấn Kiệt luôn dõi theo Puka trong suốt buổi lễ. Những biểu cảm đáng yêu của cặp đôi không khỏi khiến dân tình thích thú và để lại nhiều lời bình luận vui như: năm nào cũng đi dỗ tổ cùng nhau là mãi mãi bên nhau nha hai đàn chị. Dinh được vợ chụp ảnh cho mà cười tích mắt, Tiến Lục kỳ quá, người ta đang muốn giấu mà Puka và Dinh Tuấn Kiệt đã cùng nhau góp mặt trong một game show. Ở lượt chơi đầu tiên, Puka và Tăng Phúc xung phong ra trận trước. Bước vào phần thi, khi Puka chuẩn bị lên thớt, MC Trường Giang đã tranh thủ trêu nữ diễn viên rằng: Dinh Tuấn Kiệt đọc câu hỏi được không? Ngay lúc này, Puka nhanh chóng trả lời: được chứ, lên đây cầm bộ để đọc câu hỏi rồi đọc luôn đáp án. Cùng với đó, cô còn nháy mắt với Dinh Tuấn Kiệt vô cùng đáng yêu, khiến nam MC phản ứng: đây là chương trình chứ không phải gia đình mình đâu mấy đứa. Đã quá quen với bộ câu hỏi không lẫn vào đâu được của chương trình, nhưng Puka vẫn phải chịu thua khi gặp ngay câu hỏi nữa anh nữa Việt. Không dừng lại ở đó, Puka còn bị hạ gục bởi câu hỏi: cây gì tặng cho người yêu là thích liền? Cô nàng gốc Đồng Tháp trả lời là cây si, nhưng đáp án là cây bồ kết khiến cô không phục. Đã bồ là phải kết nhau rồi thì mới bồ. Nghe thấy thế, Trường Giang nhanh chóng đẩy thuyền hỏi có kết Dinh Tuấn Kiệt hay không, làm cho Puka bị hớ một vố khi thừa nhận có một cách vô cùng dõng dạc. Khi kết thúc phần thi của mình, Puka lại khiến fan rần rần khi vô tình có cách xưng hô gây chú ý với Dinh Tuấn Kiệt. Cụ thể, tại đây, Dinh Tuấn Kiệt và Puka cùng đội với nhau. Khi kết thúc lượt chơi của mình, nam ca sĩ đã di chuyển về vị trí cùng với đồng đội. Sau đó, Puka đã vô ý nói rằng: em đã nói 10 câu là vượt qua cái dốc bên kia rồi. Lúc này, Dinh Tuấn Kiệt có vẻ phát hiện ra cái gì đó sai sai nên anh đã ngừng lại vài giây rồi mới đáp lại lời Puka. Trong mối tình trên tình bạn, với tình yêu này, Trường Giả Quả không hổ danh là ông hoàng mai mối và thuyền trưởng chân chính của thuyền Kim Bu. Ông xã Nhã Phương không ngần ngại chọc ghẹo và ước mở mối quan hệ của Dinh Tuấn Kiệt và Puka khiến cư dân mạng rần rần. Dưới video, không ít netizen đã bày tỏ sự yêu thích dành cho cặp đôi và tích cực đẩy thuyền. U cuối cùng chương trình cũng đã quay trở lại trò hai thích cặp Dinh Bu quá trời luôn mà, ở đâu có Puka là ở đó bao vui, anh Dinh và chị Puka ngọt ngào quá. Ánh mắt trìu mến và hành động ngọt ơi ngọt cho nhau. Hóng từng giờ từng phút để được thấy Dinh Bu tham gia cùng một chương trình mà chung đội nữa chứ. Mong Dinh Bu tham gia nhiều game show chung với nhau. Mới đây, khi đến tham gia một chương trình do nghệ sĩ Trường Giang làm hot, cả hai đã có những khoảnh khắc vô cùng tình tứ khiến fan hâm mộ của cả hai phải hú hét vì quá phấn khích. Điển hình phải kể đến khoảnh khắc Dinh Tuấn Kiệt cổng Puka để thực hiện nhiệm vụ mà chương trình đưa ra. Điều đáng nói ở đây là cả hai thực hiện hành động này một cách vô cùng thoải mái, không hề ngại ngùng mà ngược lại có vẻ rất tự nhiên như đã từng làm rất nhiều lần trước đó.
Hay ở một thử thách khác, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, cả hai cũng không ngại ngần cùng nhau uống chung một ly nước chỉ với một chiếc ống hút. Phải chăng đây chính là cách cặp đôi thể hiện sự thân thiết của mình? Trong một game show gần đây, Dinh Tuấn Kiệt và Puka đã có dịp hội ngộ khi nam ca sĩ này đã vào phòng của nghệ sĩ Puka, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm. Anh chàng phải nhận nhiều thử thách khó nhằn, tuy nhiên vẫn không quên thể hiện sự ngọt ngào. Dinh Tuấn Kiệt vào vai một phán quan, còn Puka là một ma nữ. Cả hai yêu nhau đã lâu nhưng không dám công khai. Cho đến một ngày, Puka hẹn Dinh Tuấn Kiệt ra gặp mặt muốn công khai mối quan hệ, thậm chí còn nắm tay và hôn nhau trước mặt nhiều khán giả khiến anh chàng ngại ngùng. Cô nàng yêu cầu người yêu xóa tên mình trong sổ sinh tử vì muốn ở lại bên anh. Chưa dừng lại ở đó, khi Khả Như xuất hiện, cô nàng đã ngăn cản việc Dinh Tuấn Kiệt xóa tên Puka trong sổ sinh tử. Cuối cùng không có lựa chọn nào khác, nam ca sĩ đã nhắn gửi: "Ta rất yêu nàng, nhưng đây là công việc của mình, ta không thể làm trái. Ta không thể vì bản thân mình mà làm người khác mất đi người thân. Như vậy là ích kỷ lắm. Ta xin lỗi nàng, ta hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở một kiếp khác." Hoàn thành vai diễn, Dinh Tuấn Kiệt bất ngờ bật khóc, anh chàng chia sẻ: "Nhìn vào cánh cửa đó em hơi đau lòng vì em tưởng chị bị nuốt thiệt." Chia sẻ hài hước của Dinh đã khiến mọi người bật cười, trong khi Puka lại đứng kế bên và an ủi đàn em vì người này đã dành nhiều tình cảm cho cô trong cả vai diễn lẫn ngoài đời. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng phấn khích và thể hiện tình yêu thích dành cho phản ứng tình cảm này giữa cặp đôi. Nghe Dinh nói sợ Pu bị nuốt cưng, dễ sợ yêu cặp này quá luôn. Tập này tan chảy với Dinh Pu quá, câu chuyện đời thật đưa vào kịch bản, thích nhất cái câu tới luôn nhá của Dinh. Nghe nó ngọt ngào thế, xem mỗi Dinh với Puka, xem cái đôi này xong bao muộn phiền tan biến hết, thấy yêu đời vải chuẩn, tôi coi hai người hoài luôn á. Thay đổi lâu sẽ hiểu Dinh yêu và lo cho Pu thế nào nhen, rất dễ thương luôn. Mong hai em có nhiều tác phẩm chung thế này và sớm về chung một nhà. Một lần khác, trong hậu trường tại một chương trình, Puka đã cố tình thừa nhận mối quan hệ của mình và Dinh Tuấn Kiệt khi được hỏi giữa hai người ai lớn tuổi hơn. Puka đã thú thật rằng nam ca sĩ hơn cô 10 tuổi và thừa nhận cả hai xứng đôi vừa lứa và hợp tuổi. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thích thú dưới phần bình luận: "Đấy, lúc nào chị cũng tự coi mình là em bé với tông túa của Dinh, tự thừa nhận cứ vậy hỏi sao không để chớ, mong cặp này có cái kết như anh Tú Diệu Nhi." Không chỉ tình cảm trên sóng truyền hình, mà ở ngoài đời, cặp đôi cũng bị fan hâm mộ bắt gặp đã từng đi riêng với nhau cùng những cử chỉ vô cùng thân mật, tình cảm. Cụ thể, một số tin qua đường bắt trọn khoảnh khắc Dinh Tuấn Kiệt và Puka cùng bước lên xe chung, đứng giữa hố cả hai nói chuyện vui vẻ, thân mật. Nam ca sĩ còn chu đáo mở cửa cho Puka lên xe, đáng nói. Chi tiết khiến người hâm mộ chắc nịch chuyện hẹn hò chính là cả hai cùng diện đồ đôi. Với loạt tình tiết này, chắc hẳn là ngày Puka, Dinh Tuấn Kiệt khó lòng chối cãi. Giờ người hâm mộ chỉ còn chờ tin công khai hẹn hò từ cặp đôi. Không chỉ công khai hẹn hò, trước đó người hâm mộ còn đoán cặp đôi du lịch cùng nhau dịp đầu năm. Mặc dù không đăng ảnh chụp cùng nhau, nhưng Dinh Tuấn Kiệt, Puka cùng chết in tại biển trong cùng thời điểm. Hôm 22 tháng 2, Puka còn gây chú ý với bức ảnh nền điện thoại công khai không ai đó, kèm chia sẻ: "Em cứ tưởng hình mình trắng cho đến khi anh để màn hình chính. Đặc biệt, trong dịp Tết Trung Thu đoàn viên vừa qua, cặp đôi đã tiếp tục phát cẩu lương cho fan hâm mộ của mình, khi cả hai cùng nhau xuất hiện vô cùng tình tứ bên nhau cùng với người bạn thân thiết Duy Khánh." Nam ca sĩ và bạn gái tin đồn hơn tuổi đã cùng với Duy Khánh quay một đoạn clip TikTok vô cùng đáng yêu. Như trong clip, có vẻ như cặp đôi đã có một lễ Trung Thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau cùng với những người bạn thân thiết của mình. Nếu các nam nghệ sĩ được cư dân mạng yêu thích với trên chỉ follow mình em, thì Puka là một trong những thành viên đầu tiên của hội follow chỉ mình anh, khi dân mạng phát hiện ra rằng Puka chỉ follow mỗi Dinh Tuấn Kiệt. Người hâm mộ càng tăng thêm niềm tin rằng thuyền này sắp cập bến và cả hai sẽ sớm có một cái kết viên mãn. Qua đó, người hâm mộ còn được dịp có thêm bằng chứng khẳng định về mối quan hệ của Dinh Tuấn Kiệt và Puka. Dinh Tuấn Kiệt và Puka là hai nhân vật đã vướng tin đồn hẹn hò trong thời gian qua. Dù đã nhiều lần bị soi hình hẹn hò nhưng đến nay cả hai vẫn không lên tiếng. Fan hâm mộ hy vọng rằng cặp đôi sẽ có một cái kết thật hạnh phúc mãn nguyện như cặp anh Tú, Diệu Nhi.